Xin chào tất cả các anh chị. Đây là cái cây 5 cái trắng Minh Vũ số 2. Là cái cây mà người ta nở nhiều lần và nó khác cây hoàn toàn cây Minh Vũ 1. Bởi vì cây này mắt to và mắt hồng. Thì cái cây này nó nở là bị ám. Và nó có một cái đặc điểm đó chính là 5 ám 5 không. Thế nên người ta vẫn gọi là 5 cái trắng Minh Vũ số 2. Hoặc là gọi là Hồng Minh Vũ. Bởi vì là nó bị ám mà, cánh nó ám. Thì nếu mà theo những cái ảnh mà em chụp ấy thì chắc chắn cái này nó là cái cây 5 cái trắng. Nhưng thực ra là nó có 5 ám và 5 không. Thì cái cây 5 cái trắng Minh Vũ số 2 hoặc là Hồng Minh Vũ hay là cây Minh Vũ 2 hay là Ám Minh Vũ thì tất cả là cái cây này. Thì cây này có cái thân lá là cái dòng nó nuôi mát thì là thân trắng, còn nuôi nhiều nắng thì là thân sẽ có chấm tím. Thế nên là cái cây này thì nó có thường những cái cây mà thân chấm tím ấy, thì đa phần nó sẽ có sự biến đổi hoặc là nó không được cánh trắng tinh. Thì đấy là một số những cái kiến thức mà em biết về cây Minh Vũ 2 hay là cái cây Hồng Minh Vũ hay là cái cây Ám Minh Vũ hay là cái cây này. Thì thân lá nó khác hoàn toàn với cái cây kia. Và cây này thì cũng được nhiều anh chị biết đến rồi. Thì các anh chị có thể tham khảo lại hình ảnh em có thể em đăng trên ấy thì nó rất là rõ ràng. Bởi vì cái mắt hồng to, mắt to mà hồng này thì rất là nhiều anh chị vẫn gọi nó là 5 cái trắng, nhưng thực ra nó là cái ám, hoặc gọi là cái hồng. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin chào tất cả.